Chương 4, bài thực tập thứ 3. Nuôi dưỡng bằng hạnh phúc. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 1994. Chúng ta ở tại Xóm Thượng trong tuần cuối của khóa tu mùa thu. Hôm nay chúng ta học tới bài thực tập thứ 3 về phép quán tứ vô lượng tâm. Cố nhiên với bài tập nào chúng ta cũng phải có đủ thì giờ mới thực tập được một cách chu đáo. Khi tiếp nhận một bài thực tập, chúng ta biết rằng chúng ta không thể thực tập nó ngay trong vòng một tuần, mà sẽ tiếp tục thực tập trong những tháng sắp tới. Bài tập thứ 3 bắt đầu bằng những câu: 7. Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng tôi mỗi ngày bằng những niềm vui. 8. Mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. 9. Mong sao cho tôi không rơi vào thái độ dửng dưng và không kẹt vào hai mặt vướng mắc và ghét bỏ. Trong bài thứ 2 chúng ta đã thực tập mong sao cho tôi nhận diện và tiếp xúc được những hạt giống của niềm vui và hạnh phúc trong tôi. Ta thực tập như thế vì trong mỗi chúng ta đều có sẵn những hạt giống của niềm vui và hạnh phúc. Nhưng có thể vì quên lãng và khổ đau che lấp mà ta không nhận diện và tiếp xúc với chúng được. Bài tập ấy có mục đích nhận diện và tiếp xúc. Đi sang bài thứ 3 này, ta đi xa hơn. Ta phải làm thế nào để cho các hạt giống của niềm vui đó được thực hiện trong đời sống hàng ngày và để chúng có thể nuôi dưỡng ta. Thiền duyệt. 7. Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng tôi mỗi ngày bằng những niềm vui. Một mặt chúng ta hành trì giới luật, sống chánh niệm để đừng đưa vào trong bản thân những độc tố của khổ đau. Một mặt khác, ta phải tiếp xúc và tự nuôi dưỡng bằng những niềm vui. Ta cần thái độ khôn ngoan và tài tổ chức của chúng ta, tổ chức khéo léo đời sống cá nhân và đời sống tăng thân, để mỗi ngày ta được nuôi dưỡng bằng những chất liệu bổ dưỡng, chất liệu của hỷ và của lạc. Trong thiền môn chúng ta thường nói rằng hỷ và lạc là thức ăn của người tu. Trong bài văn cúng ngọ, ta có danh từ thiền duyệt di thực. Thiền duyệt di thực tức là niềm vui của thiền định được dùng làm thức ăn mỗi ngày. Mà niềm vui của thiền định cụ thể là những niềm vui nào, chế biến cách gì, làm thế nào để sản xuất được những niềm vui đó, và phải ra góc vườn nào để hái được những niềm vui đó. Làm thế nào để mỗi ngày đều có nụ cười, đều có ánh mắt thương yêu, đều có hạnh phúc cho cá nhân và cho đoàn thể, trong đó mình tu học. Có thông minh, chúng ta dùng thông minh. Có tuệ giác, chúng ta dùng tuệ giác. Có khiếu tổ chức, chúng ta dùng khiếu tổ chức. Biết hát, chúng ta dùng câu hát. Biết đàn, chúng ta dùng tiếng đàn. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những yếu tố đang có để đem lại niềm vui sống cho chính chúng ta và cho những người xung quanh ta. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng niềm vui này là niềm vui thiền duyệt, chứ không phải là thứ vui đùa trong quên lãng. Thứ vui đùa có chứa đựng độc tố. Danh từ độc tố của niềm vui đã được dùng trong sách Thanh Tịnh Đạo Luận. Niềm vui của thiền duyệt rất mạnh khỏe, có tác dụng nuôi dưỡng lòng thương, chánh niệm và tuệ giác. Ở trong đạo Bụt, chúng ta thường phân biệt hỷ và lạc. Có khi chúng ta gọi chung là hỷ lạc, và nền tảng của lạc và của hỷ đều là sự an ổn. Hỷ thường được dịch là niềm vui, lạc thường được dịch là hạnh phúc. Hai yếu tố này có liên hệ với nhau. Các bộ luận lớn thường nói rằng lạc bao gồm cả thân và tâm, còn hỷ thì thiên về phía tâm hơn. Năng lượng của từ có tác dụng đem lại hạnh phúc, gọi là từ năng giữ lạc. Giữ tức là hiến tặng, năng lượng của từ có thể hiến tặng hạnh phúc. Vậy ta dịch lạc là hạnh phúc và hỷ là niềm vui. Cố nhiên là trong lạc có hỷ và trong hỷ có lạc. Giả dụ trong một buổi pháp đàm, chúng ta bàn về thức ăn tinh thần của chúng ta, làm thế nào để đời sống của tăng thân càng ngày càng có thêm hạnh phúc, làm thế nào để cá nhân cũng như đoàn thể mỗi ngày đều được nuôi dưỡng bằng hỷ và lạc. Trong khi chia sẻ những kinh nghiệm đó, chúng ta thấy những hành động nào, những lời nói nào, những cách tổ chức nào đã đem lại sự căng thẳng, sự tị hiềm, sự khổ đau thì chúng ta nhất quyết không chấp nhận và không lặp lại những sai lầm ấy. Chúng ta mỗi người tự cam kết không sử dụng những lề lối sinh hoạt như thế. Pháp đàm như vậy rất quan trọng. Nền tảng của pháp đàm là kinh nghiệm của chúng ta, những khổ đau và hạnh phúc của tăng thân ta. Chúng ta biết rằng trong quá khứ vì hành động như thế, nói năng như thế và sắp đặt như thế mà có những người đã đau khổ, thì chúng ta mới đồng ý với nhau là chúng ta đừng nên lặp lại những hành động đó, những lời nói đó và những cách tổ chức đó. Khi đã đồng ý với nhau rồi, chúng ta có quyền nhắc nhở nhau, cũng như người trong một nước có quyền nhắc nhở nhau về hiến pháp và phải sống với hiến pháp đó. Đó là pháp và luật. Nếu sư anh lỡ quên thì sư em nhắc, nếu sư em quên thì sư chỉ nhắc, và đó là nhắc nhở nhau theo đúng chánh pháp. Không ai có thể vì vậy mà giận mình. Khi ta nhắc người kia một điều mà chính người đó đã đồng ý và đã chấp nhận, đó là ta nâng đỡ và yểm trợ cho nhau, miễn là ta nhớ sử dụng ngôn ngữ từ ái để người kia không nghĩ rằng ta đang chỉ trích hoặc lên án. Đứng về phương diện tích cực, có những hành động, những câu nói và những cách tổ chức có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân ta và cho các phần tử khác trong tăng thân. Mỗi ngày, tôi nguyện làm một điều như thế, nói một điều như thế và tổ chức theo cách ấy để đem lại nụ cười và ánh mắt thương yêu cho chính chúng tôi và cho những người xung quanh. Trong bài sám nguyện có câu "sáng cho người thêm niềm vui", đó là một sự thực tập. Khi dịch ra tiếng Anh, ta còn đi xa hơn nữa. Trong khi ngồi thiền buổi sáng, ta tự hỏi, sáng nay ta sẽ làm nở được nụ cười trên mặt người nào? Đây là nghệ thuật làm hạnh phúc. Khi xuất gia, ta đã phát nguyện làm hạnh phúc cho nhiều người. Vậy hôm nay ta làm hạnh phúc cho một người, ngày mai ta làm hạnh phúc cho một người khác. Làm hạnh phúc cho người, nhưng khi người có hạnh phúc thì tự nhiên niềm vui đó sẽ trở về với ta một cách rất mau chóng. Làm hạnh phúc cho người tức là làm hạnh phúc cho mình. Điều này chắc ai trong đại chúng cũng đã thấy rồi. Khi ta có khả năng làm nở một nụ cười trên mặt một người anh, một người chị hay một người em, thì niềm vui của người ấy lập tức đi về ta. Ta được nuôi dưỡng ngay lập tức. Niềm vui ấy có tính tương tức. Chúng ta thường lặp lại cho nhau nghe là hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Nếu người kia không có hạnh phúc thì ta cũng khó mà có hạnh phúc. Vậy nên ta làm thế nào cho người đó được an, được lạc và được hỷ thì chính ta cũng sẽ được an, được lạc và được hỷ. Ta thực tập không phải chỉ cho người đó, ta thực tập cho ta và cho tất cả mọi người, cho luôn cả tổ tiên, ông bà và con cháu đang có mặt ở trong ta. Theo nguyên tắc, ban đầu ta phải học nuôi dưỡng ta mỗi ngày bằng những niềm vui. Có những ngày ta không đi ra ngoài được, ta không được đi thiền hành, không được thở không khí trong lành, không có cơ hội vuốt ve những cành cây và nhìn những ngôi sao trên trời thì ta thấy thiếu thốn. Ta rất mong ước được ngồi với tăng thân. Tất cả chúng ta đều đói khát thứ hạnh phúc đó, và hạnh phúc đó là cái mà chúng ta có thể làm ra được để có thể tự nuôi dưỡng ta. Trong những buổi pháp đàm, ta phải rất cụ thể. Ta làm hạnh phúc cho bản thân và cho nhau như thế nào? Tại sao chúng ta lại phải pháp đàm về những đề tài mơ hồ, ngày này sang ngày khác? Trong khi đó, vấn đề nuôi dưỡng bản thân bằng hạnh phúc là những đề tài rất cụ thể, trong đó mỗi người đều có thể đóng góp được, người nào cũng có tài năng. Khi chúng ta biết tự nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những niềm vui thì tự nhiên những nỗi khổ, những niềm đau và những nội kết trong ta sẽ từ từ được chuyển hóa. Dầu chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với chúng, chúng cũng vẫn chuyển hóa. Sống vui trong tăng thân 1 năm, 2 năm, 3 năm, những nỗi khổ niềm đau của ta sẽ giảm bớt. đó là dùng niềm vui để diệt trừ khổ đau. Niềm vui đi vào cơ thể có tác dụng chuyển hóa niềm đau. Trong cơ thể ta có những kháng thể, và dầu ta muốn hay không muốn, khi ta bị một vết thương, khi có một vi khuẩn ngoại thể từ ngoài xâm nhập, thì những kháng thể trong cơ thể ta tự biết cách tìm tới, vây quanh và cô lập hóa vi khuẩn ấy, và cuối cùng còn biến chế vi khuẩn ấy thành một loại chất đạm có ích cho cơ thể ta. Nếu chưa đủ kháng thể, cơ thể ta sẽ biết cách tạo tác thêm để làm công việc đó. Khi chúng ta đưa vào trong cơ thể và tâm hồn của chúng ta những niềm vui của sự sống hàng ngày, gọi là thiền duyệt, thì những yếu tố ấy sẽ làm cho cơ thể và tinh thần chúng ta mạnh hơn lên. Chúng biết làm thế nào để chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau có sẵn trong tâm ta một cách rất mầu nhiệm. Người thương. Khi đi sang giai đoạn thứ hai của sự thực tập, chúng ta nói: mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người đó mỗi ngày bằng những niềm vui. Người đó có thể là bạn của ta, có thể là anh của ta, em của ta, chị của ta, thầy của ta. Vì ta thương nên ta muốn nuôi dưỡng người đó bằng những niềm vui. Có nhiều khi ta khổ chỉ vì ta muốn đi tìm một người để thổ lộ những nỗi khổ và niềm đau của ta thôi. Và có lúc ta quên rằng cái người mình tìm tới kia cũng đang khổ và cũng đang cần được nuôi dưỡng bằng những niềm vui. Nếu mỗi ngày ta rót vào trong người đó những nỗi khổ, niềm đau của ta, thì lâu ngày người đó cũng tiêu mòn. Cái đó không phải là thương. Phải biết rằng người kia cũng cần những chất bổ dưỡng, những yếu tố lành mạnh và tươi mát như ta vậy. Nếu ta muốn người ấy còn ở đó để làm chỗ nương tựa cho ta, thì ta phải cẩn thận, đừng mỗi ngày mỗi trút vào người đó những niềm đau, nỗi khổ của ta, tội nghiệp cho người đó, và rốt cuộc khi người đó chịu đựng không nổi thì ta mất luôn chỗ nương tựa. Ta phải biết thực tập, ta phải biết tự nuôi dưỡng ta bằng những niềm vui, và ta phải học nuôi dưỡng người ta thương bằng những niềm vui. Ta nói rằng ta thương, nhưng mỗi ngày ta đã cho người đó tiêu thụ những gì? Ta có thể làm nở một nụ cười trên môi người đó hay không? Ta có thể làm cho người đó phấn chấn và có thêm nhiều tin tưởng hay không? Ta phải tự hỏi những câu hỏi như thế. Nếu ta không làm được những điều như thế, dù là những điều rất nhỏ, thì ta đừng nói quả quyết là ta thương người ấy. Thương có nghĩa là hiến tặng những niềm vui, đó là ý nghĩa của từ, đó là ý nghĩa của hỷ. Những niềm vui ấy và những hạnh phúc ấy phải cụ thể. Nếu ta khôn khéo thì hành động và lời nói của ta sẽ làm cho người đó tươi lên rất mau chóng. Quý vị chắc đã có kinh nghiệm rồi. Đôi khi ta chỉ cần nói một câu thôi, người kia cũng đã có thể tươi lên như một bông hoa. Ta bắt đầu tới với người ta thương, rồi ta tới với người rất thương của ta, rồi ta tới với người ta không thương cũng không ghét, người dưng. Khi tới với người dưng ấy, ta biết đây cũng là một người như bất cứ một người nào khác. Một người cần tình thương, một người cần hạnh phúc, một người cần tươi mát, giống hệt như ta vậy. Khi ta đã nhìn sâu vào người đó, quán chiếu về người đó và thấy được nhu yếu của người đó, thì người đó không còn là người dưng nữa. Ở Nam Phi có hai giới, Nam Phi da trắng và Nam Phi da đen. Chúng ta biết rằng ở Nam Phi khổ đau và tranh chấp đã kéo dài quá lâu, sự kỳ thị, sự chịu đựng bạo động đã kéo dài quá lâu, và cả hai bên đều khổ. Người da trắng cũng là người Nam Phi, mà người da đen cũng là người Nam Phi. Chúng ta chỉ có một ý niệm mơ hồ rằng tình trạng ở Nam Phi là không an ổn, có bạo động, có khổ đau. Nhưng vì ý niệm của chúng ta về Nam Phi quá mơ hồ, nên ta đã có thể nhắc tới tình trạng Nam Phi với một thái độ không được tha thiết lắm. Nhưng ví dụ, chúng ta có dịp tiếp một người khách từ Nam Phi tới, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với tình trạng Nam Phi qua người bạn đó, thì chúng ta sẽ khám phá rằng cả hai giới da đen và da trắng đều khổ đau cả. Sợ hãi, căm thù, nghi kỵ, những nỗi kết đó đã ăn sâu vào trong xương thịt và trái tim của nhiều thế hệ. Khi tiếp xúc với người ấy, ta có những dữ kiện giúp cho ta thấy được những người dân Nam Phi một cách sâu sắc và tự nhiên lòng thương tưởng, cũng như tâm từ và tâm bi được phát sinh. Cái hiểu và cái thấy đem lại cái thương. Từ một người mà ta coi là người dân, người anh em Nam Phi trở nên một người anh em đích thực của chúng ta. Chúng ta muốn làm một cái gì đó để giúp cho người anh em Nam Phi bớt sợ hãi, bớt khổ đau và bắt đầu có niềm tin, có hạnh phúc. Người mà ta gọi là người dân chẳng qua chỉ là người mà ta chưa biết. Đến khi ta biết được đời sống của người ấy một cách tường tận, thì người ấy không còn là người dân của ta nữa. Người ấy trở nên có liên hệ mật thiết với ta, và ta rất muốn người ấy có hạnh phúc. Trong phép quán tứ vô lượng tâm, ta có thể chọn ra một người ta xem như người dân. Người ấy có thể là ông thợ bắt điện của ta, người ấy không phải là sư anh, sư chị hay sư em của ta, nhưng người ấy cũng là một người có những khổ đau, khó khăn và ước vọng như ta. Nếu ta đưa người ấy vào làm đối tượng của tứ vô lượng tâm và ta bắt đầu quán chiếu, thì ta sẽ khám phá ra được chiều sâu của đời sống người ấy, và người ấy sẽ hết là một người dân. Có người đã chọn người phát thơ làm đối tượng của sự quán chiếu, trong trường hợp người dân. Có người chọn ông xã trong làng làm người dân. Nếu quán chiếu thành công, thì những người dân đó sẽ hết là người dân và sẽ trở thành ra một trong những người thương của mình. Và sau chót, chúng ta đi sang người chúng ta ghét. Ban đầu đó là người ta ghét, nhưng nếu ta dùng chánh niệm và sự quán chiếu để nhìn sâu vào người ấy, thì sự hiểu biết và cái thấy sẽ đem lại năng lượng của từ và của bi. Và người mà ta thù ghét sẽ trở thành người thương của ta. Tình thương của chúng ta sẽ bao trùm cả bốn phạm trù. Khi đã thành công, ta thấy rằng ranh giới giữa quán và thân biến mất. Tình trạng đó được gọi là quán thân bình đẳng. Không những người trong phạm trù thứ nhất là người thân, người trong phạm trù thứ hai là người rất thân, và người trong phạm trù thứ ba là người dân, mà cả người trong phạm trù thứ tư là người ghét cũng sẽ trở thành đối tượng của tứ vô lượng tâm. Bốn phạm trù đó trở nên bình đẳng. Bồ Tát xem kẻ quán người thân như nhau và không đem tâm ghét những ai đã dại dột làm ác. Đó là lời kinh Bát Đại Nhân Giác. Nếu không thực tập tứ vô lượng tâm thì làm sao ta đạt tới cái thấy quán thân bình đẳng ấy? Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng tôi mỗi ngày bằng những niềm vui. Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người đó và giúp người đó tự nuôi dưỡng bằng những niềm vui. Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người tôi ghét bỏ bằng những niềm vui và giúp người tôi ghét bỏ tự nuôi dưỡng họ bằng những niềm vui. Khi tâm này đã được khởi ra thì chất độc của ghét bỏ và hận thù sẽ tan biến trong cơ thể của ta, và lúc đó ta sẽ có an lạc. Chừng nào chất liệu của hận thù và kỳ thị còn tồn tại trong tâm thì ta vẫn chưa an. Ban đầu ta thấy ta như một đấng anh hùng, dám tuyên bố thương luôn kẻ thù của ta. Nhưng kỳ thực sau đó ta thấy rằng thương người ấy cũng là thương chính ta. Khi ta mở rộng tâm lòng mà chấp nhận được người trước kia ta thù ghét, thì tự nhiên trái tim ta êm dịu lại, và ta là người đầu tiên được hưởng từ quán, bi quán và xả quán của ta. Đây đích thực là xả. Xả tức là bình đẳng, không kỳ thị, không phân biệt. Thoát bảy ngũ dục. 8. Mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. Mát mẻ, thanh lương, tức là không có cơn sốt. Chúng ta biết rằng những cơn sốt làm cho chúng ta nhiệt não. Những cơn sốt của dục vọng, của thèm khát, những cơn sốt của giận hờn và của sự ganh tị. Kinh Pháp Hoa trong Phẩm Phổ Môn có nói rằng, mỗi khi lửa cháy tứ bề mà niệm sức mạnh Quan Thế Âm, thì hầm lửa biến thành hồ sen. Nếu anh đã bị người ta xô xuống hầm lửa mà biết niệm sức mạnh Quan Thế Âm, thì tự khắc hầm lửa biến thành hồ sen. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, tại vì quán âm lực là tinh lực của từ và của bi. Bi quán cặp từ quán, và chỉ có năng lượng của từ và bi mới đủ sức biến hầm lửa thành hồ sen mà thôi. Khi ta ở trong trạng thái bị đốt cháy bởi sân hận, căm thù, đam mê ganh tị và nghi ngờ. Mà nếu ta biết quán chiếu theo phép quán tứ vô lượng tâm, thì hầm lửa sẽ không còn đó nữa. Trái lại, ta sẽ được bơi lội ở trong một hồ nước rất mát mẻ, rất thanh lương. Biết rằng nếu bị sập vào trong cái bẫy của ngũ dục, chúng ta sẽ bị đốt cháy. Và vì vậy, chúng ta trì giới và nương tựa vào tăng thân. Tu học, ta phải biết sức của ta. Trì giới, ta cũng trì giới một cách tập thể. Giới luật bảo vệ cho ta và tăng thân ta. Trì giới cũng là tự bảo vệ, cho nên đừng bao giờ ta tự tách rời ra khỏi tăng thân ta. Tách rời khỏi tăng thân, ta có thể sập vào một cái bẫy của ngũ dục rất dễ dàng. Mùa thu ở vùng Meret có những con chim bồ câu gọi là palombier di cư từ miền Bắc xuống Phi Châu. Chúng đi hàng trăm con, và nếu con nào đi riêng thì có thể bị nạn. Ở trong những khu rừng xung quanh làng Hồng có những cái chòi gọi là palombier. Những người đi săn núp sau những cái chòi đó và dùng một con mồi để lôi cuốn những con palombier kia xà xuống để bắn. Trong số hàng trăm con palombier đang bay ngang trên trời, có những con nhẹ dạ. Nghe tiếng kêu của những con chim mồi kia, chúng bèn xà xuống thì bị bắn chết. Người tu cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể sống riêng biệt với đoàn thể tăng thân, tức là chúng ta chưa tự lượng được sức của ta. Chúng ta phải nương tựa tăng thân. Mỗi ngày chúng ta trở về tắm trong dòng suối thanh lương của tăng thân. Nếu chúng ta biết cách điều hợp và tổ chức tăng thân, chúng ta hãy học cách tạo tác những niềm vui trong nếp sống tập thể. Điều này cần tới sự thông minh, điều này cần tới óc sáng tạo và tài tổ chức của mỗi thành phần ở trong tăng thân. Mỗi khi ta có một ý gì hay có thể đem lại thêm niềm vui và hạnh phúc cho tăng thân, thì ta phải nói ra, phải đề nghị với đại chúng. Vững chãi. Mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. Vững chãi là một tính chất quan trọng của Niết Bàn. Nếu không có sự vững chãi thì chúng ta không làm được gì cả. Đừng nói đến sự thành công trong sự tu học. Ta không cần phải chạy. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần đi những bước vững chãi. Chúng ta biết chúng ta muốn gì, và mỗi ngày chúng ta bước những bước vững chãi hướng về phía ấy. Buổi sáng chúng ta thức dậy. Nếu là người xuất gia, chúng ta nên tự nhắc, tôi là một sư chú hay tôi là một sư cô. Thế nào là một sư chú? Thế nào là một sư cô? Một sư chú là một người nguyện đem cuộc đời của mình để thực tập chánh pháp, để đem lại nguồn vui và hạnh phúc cho nhiều người và cho các loại chúng sanh. Để thực hiện điều ấy, tôi phải học, tôi phải thực tập, tôi phải sống với tăng thân. Và ngày hôm nay, tôi nguyện đi vững chãi trên con đường đó. Buổi sáng, ta sử dụng 1 phút hoặc 2 phút để tự nhắc ta là một sư chú hay là một sư cô. Điều đó giống như là phân định phương hướng lại để ta khỏi phải đi lạc. Trước khi đi ngủ, ta cũng phải để ra 1-2 phút để kiểm điểm lại. Hôm nay, ta đã sống được với tư cách của một sư chú hay một sư cô hay không? Chúng ta đã bước được những bước vững chãi về phía lý tưởng của chúng ta hay không? Nếu ta thấy được rằng trong ngày hôm nay ta đã bước được 2 bước hay 3 bước về hướng đó, thì tự nhiên trong lòng ta có sự hân hoan. Chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ trong niềm hân hoan đó. Còn nếu rủi ro mà thấy rằng trong ngày hôm nay ta chưa bước được bước nào về hướng đó, thì chúng ta phát sinh ra tâm hổ thẹn. Tâm sở tàm và tâm sở quý rất quan trọng. Chúng ta hổ thẹn, chúng ta tự nói ngày mai thế nào ta cũng phải làm khá hơn. Sáng ngày mai, khi thức dậy, ta nhất định sẽ sống cuộc sống xuất gia cho đầy đủ, sẽ bước những bước cho vững chãi, sẽ đi về hướng lý tưởng của ta. Không cần chạy mau, không cần hối hả. Mỗi bước chân phải bồi đắp sự vững chãi. Ta không cần nhìn người khác với sự so đo và phân biệt. Chúng ta hãy nhìn bản thân của chúng ta để thấy chúng ta có đang bước những bước vững chãi về hướng lý tưởng hay không. Muốn đời sống của ta mỗi ngày mỗi thêm vững chãi, ta chỉ nên nương vào những cái gì vững chãi mà thôi. Nếu ta nương tựa vào một cái không vững chãi, thì ta mất sự vững chãi của chính ta, Điều này rất là quan trọng. Tam bảo là cái gì rất vững chãi. Nếu ta biết thực tập nương tựa vào tam bảo thì ta sẽ có sự vững chãi. Khi xây nhà, chúng ta xây trên đất cứng chứ không xây trên bùn, trên cát. Đời sống chúng ta cũng vậy. Tăng thân mười phương là những gì vững chãi. Có thể ở đây hay ở kia có một vài phần tử tăng thân không vững chãi, nhưng tăng thân là một thực tại lớn trong không gian và thời gian. Trong tăng thân có những người đã thực tập, đã thành công, và niềm tin của chúng ta sẽ không bị lung lay khi chúng ta thấy được tăng thân ấy trong không gian và thời gian. Một người đàn bà ly dị chồng hay chồng chết phải sống để nuôi con, thường hay nghĩ rằng mình cần phải nương tựa vào một người đàn ông thứ hai để có sự vững chãi và để cho đứa con của mình có chỗ nương tựa. Cái hiện tượng gọi là single parent ở Tây Phương rất phổ biến, tại vì ở Tây Phương người ta ly dị rất nhiều. Ban đầu bằng ý niệm mình là người đàn bà không có sự vững chãi và con mình còn đang trứng nước không có sự vững chãi, người đàn bà trẻ kia nghĩ rằng mình cần một người đàn ông để có sự vững chãi đó. Nhưng người ấy có biết đâu là hầu hết những người đàn ông mình có thể tìm tới kia cũng không có sự vững chãi mình trong đời. Nếu mình tìm tới một người đàn ông không có sự vững chãi thì cái chút ít vững chãi mình đang có cũng tan biến luôn, và đứa con của mình sẽ rất lung lay và bơ vơ. Cho nên khi những người mẹ trẻ đã ly dị tới tu học ở làng Hồng, họ thường được chúng ta dạy đi tìm nương tựa nơi hải đảo tự thân trước. Thực tập tự mình làm chỗ nương tựa cho mình, tự mình tạo dựng ra sự vững chãi cho mình, để cho con mình có chỗ nương tựa. Chạy theo hết anh chàng này đến anh chàng kia, thì cái chút vững chãi còn lại trong mình cũng sẽ không còn, và đứa con lớn lên sẽ không có một chút nền tảng vững chãi nào hết. Người xuất gia hay người cận sự tu học ở làng Hồng cũng thế. Chúng ta đừng tìm nương tựa vào những yếu tố không vững chãi. Nếu ta làm như vậy, ta sẽ đánh mất sự vững chãi còn lại trong ta. Hãy nhận diện chỗ nương tựa của mình. Chỗ nương tựa của mình có vững chãi hay không? Bụt dạy, hãy về nương tựa nơi Pháp, đừng nương tựa nơi bất cứ cái gì khác. Pháp không phải là những giáo lý và những ý niệm, mà là một đường lối sống. Đường lối sống đó đem lại sự vững chãi, tươi mát và thảnh thơi của ta. Thảnh thơi. Mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do. Tự do đây là thoát khỏi bẫy sập của ngũ dục. Điều mà người xuất gia được thừa hưởng nhiều nhất là sự thảnh thơi. Một người xuất gia không có sự thảnh thơi thì không còn là một người xuất gia đích thực nữa. Dầu người đó làm tới chức hòa thượng hay trụ trì hay thượng tọa, người đó phải xuất gia lại. Ca sa gì trước hiềm đa sự, trước liễu ca sa sự cánh đa. Nghĩa là chưa mặc áo ca sa thì than phiền là bận rộn quá, mà mặc áo ca sa rồi lại than phiền là còn bận rộn nhiều hơn. Như thế là đã mất sự thảnh thơi rồi. Mà mất sự thảnh thơi tức là mất cái ý vị đầu của người xuất gia. Thảnh thơi ở đây có nghĩa là không bị vướng mắc. Không bị vướng mắc, dầu là vướng mắc vào một cái chùa, vướng mắc vào một cái bằng cấp, một cái chức vụ. Thỉnh thoảng chúng ta gặp một vị xuất gia rất thảnh thơi. Nếu cần thì người đó phất tay áo ra đi rất dễ dàng, không vướng bận gì cả. Đó là một đặc điểm trong những đặc điểm lớn của một người xuất gia đích thực. Mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. Ta phải dùng cái công phu quán chiếu của ta, phải dùng cái thông minh của ta để tự hỏi xem trong đời sống hàng ngày ta có được cái tươi mát hay không, ta có được sự vững chãi hay không, ta có được sự thảnh thơi hay không. Nếu có, tức là ta đã có vốn liếng, và sự tu tập hàng ngày của ta là để làm giàu lên cái vốn liếng mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi đó. Và mức độ thành công của một người tu có thể được đo ở chỗ đó. Dù có tu 20 năm, 30 năm hay 40 năm đi nữa, mà những chất liệu của sự mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi càng ngày càng tiêu mòn, thì ta không thể nói là đời sống tu học của ta thành công. Quan tâm. 9. Mong sao cho tôi không bị rơi vào thái độ dửng dưng và kẹt vào hai cực vướng mắc và ghét bỏ. Dưỡng dưng là một thế giới buồn thảm. Trong thế giới ấy, ta không thấy có gì thích thú cả, ta không thấy cái gì hay ho cả, ta không thấy sự sống có hứng thú gì cả. Như vậy thì đâu có bồ đề tâm, đâu có tình thương. Không có tình thương thì không sống được. Đời sống sẽ không có nghĩa lý và lạc thú gì cả. Tại sao ta dửng dưng với tất cả? Tại vì tuệ giác của ta nghèo nàn, ta không thấy được cái màu nhiệm của sự sống. Nếu ta thấy được cái màu nhiệm của sự sống thì ta đâu có thể dửng dưng. Ngôi sao hôm chiếu sáng lóng lánh trên bầu trời như thế kia mà ta cũng dửng dưng luôn. Những lá vàng mùa thu đỏ và đẹp như thế đó, rơi ngoạn mục như thế đó mà ta cũng dửng dưng. Những em bé đang nô đùa, tiếng cười trong trẻo như những chuỗi ngọc thế kia mà chúng ta cũng dửng dưng. Chúng ta không thiết, chúng ta không chú ý, không biết thưởng thức những thứ đó. Chúng ta rơi vào hố dửng dưng vì chúng ta không thấy được những màu nhiệm của sự sống. Ta dửng dưng vì ta không biết rằng người ta đang khổ và người ta đang vui. Nếu chúng ta thấy được niềm vui của cuộc sống, nếu chúng ta thấy được khổ đau của cuộc sống, thì chúng ta thoát ra được hố dửng dưng. Hố dửng dưng là một tai nạn. Sống dửng dưng là sống không trí tuệ, không tình thương. Nếu ta đang sống trong thái độ dửng dưng, nếu ta không thấy cái hứng thú của sự sống, thì ta phải tự cứu ta. Ta phải nhờ những người bạn của ta cứu ta ra khỏi cái thái độ đó. Cuộc sống rất là mầu nhiệm, khổ đau cũng rất mầu nhiệm. Cái sinh mầu nhiệm mà cái tử cũng mầu nhiệm. Nằm sâu dưới sinh tử có cái bản thể, bản môn cũng rất mầu nhiệm. Bản môn vượt thoát ra ngoài sinh tử. Chiều hôm qua, thầy đã gửi bài kệ truyền đăng cho anh Chân Sinh. Anh Chân Sinh đáng lý đã về dự lễ truyền đăng giáo thọ mùa hè này. Nhưng anh đã không qua được và anh đã được chở vào nhà thương một tuần lễ. Bác sĩ nói anh chỉ sống được một số ngày nữa thôi. Thầy gặp anh Chân Sinh 12 năm về trước. Hồi ấy anh cũng đã có chứng bệnh này. Nhưng nhờ tiếp xúc được với đạo mục, với sự thực tập, anh đã thoát khỏi tử thần và anh đã sống được trên 10 năm. Nhưng bây giờ chứng bệnh tái phát, đi rất mau, thành ra không ai trở tay kịp. Hiện bây giờ anh đang ở nhà thương. Các anh chị tiếp hiện đang túc trực ở đó và bác sĩ nói chỉ trong 1-2 ngày nữa là tối đa. Bây giờ anh còn có thể nghe được tiếng nói của người khác, nhưng miệng anh đã cứng và anh không nói được nữa. Nhận được tin, thầy đi tìm bài kệ truyền đăng để gửi cho anh. Chiều hôm qua, thầy đã gửi bài kệ ấy sang Montreal bằng fax và chị Chân Quyền cùng anh Chân Văn đã đem tới bệnh viện. Pháp từ của anh là Chân Sinh. Bài kệ ấy như sau: chân như là bản môn, sinh diệt nào đồng tới, thức dậy sớm mai hồng, an nhiên không chờ đợi. Và thầy có viết một câu ở dưới: anh Chân Sinh. Thầy đang nắm tay anh để thầy trò mình cùng vượt thoát tất cả mọi ách nạn. Chiều hôm qua, bài kệ đó đã tới anh Chân Sinh. Nhưng mà thầy chưa được báo cáo là anh đã có đủ tỉnh táo để nghe đọc cái thông điệp đó của thầy hay không. Cái sinh mầu nhiệm, cái tử của mầu nhiệm, và cái bản môn nằm dưới sinh diệt cũng là mầu nhiệm. Nếu ta tiếp xúc được với cái mầu nhiệm ấy thì ta sẽ không còn dửng dưng nữa, và từ từ ta đạt tới cái tính vững chãi và thảnh thơi của tâm thức cũng như của sự sống. Dướng mắt. Dướng mắt là bản chất của tình thương khổ lụy. Tình thương mà Bụt muốn ta chế tác là tình thương không khổ lụy, không dướng mắt. Có người hỏi, nếu tình thương không có dướng mắt thì đâu phải là tình thương. Đó là tại vì ta chưa thấy được cái bản chất của tình thương đích thực. Trong mỗi chúng ta đều có khuynh hướng thương dướng mắt. Người trẻ cũng vậy, mà người già cũng vậy. Khuynh hướng ấy có nguyên do ở ngã chấp và vô minh. Vô minh và ngã chấp ấy đã trở thành câu sinh. Nghĩa là khi sinh ra đã có như vậy rồi. Thành thử ra khi thương một người, ta có khuynh hướng chiếm hữu người đó. Ta nói, người đó là người thương của tôi, anh không được đụng tới, chị không được đụng tới. Khi ta được thương, ta cũng có khuynh hướng đó. Ta muốn rằng ta là đối tượng duy nhất của tình thương kia. Người ấy đã thương mình rồi thì không được thương người nào khác nữa. Tình thương ấy có chất liệu của sự dướng mắt, của sự chiếm hữu. Khi thương, ta có khuynh hướng chiếm hữu người ta thương. Ta nói, đây là ta và đây là của ta, ngã và ngã sở. Tình thương ấy có tính cách độc tài. Độc tài nghĩa là tôi thương anh thì tôi muốn anh không được thương người khác, không được làm cái này, không được làm cái kia, chỉ được làm theo ý tôi mà thôi. Tình thương bi lụy có tính cách chiếm hữu, độc tài và cố nhiên là dướng mắt. Đôi khi trong tình đồng đạo cũng có một chút ít sự độc tài, dướng mắt và chiếm hữu ấy. Nếu có chút ít thì không sao, nhưng nếu mức độ ấy mà lên cao thì nó bắt đầu tạo khổ đau cho người thương và cho người được thương. Phóng tầm mắt chánh niệm để quan sát những cuộc tình xung quanh, chúng ta sẽ thấy rằng số lượng những người đang bị dướng vào cái tình thương dướng mắt, độc tài và chiếm hữu rất nhiều. Ngay tình cha với con cũng vậy. Cha có thể nghĩ rằng con là vật sở hữu của mình. Mày là con tao, vì vậy mày phải nghe lời tao. Mày chỉ được học cái này, làm cái này và chơi cái này thôi. Nếu mày không học cái này, không làm cái này, không chơi cái này thì mày không phải là con tao. Tao sẽ từ mày. Đó là tình thương độc tài có chiếm hữu. Còn người tình thì nói với người tình, em không được đi chợ giờ đó, em không được bôi thứ nước hoa đó, em không được mặc áo bào đó. Ta bỏ người ta thương vào trong một tù ngục, và người thương ta sẽ kẹt cứng. Cái gọi là lâu đài tình ái ấy chẳng qua chỉ là một nhà tù mà thôi. Một nhà tù sơn son thép vàng, đề 4 chữ lâu đài tình ái. Khi cưới nhau, chúng ta xây cho nhau những nhà tù. Ban đầu thì rất đẹp, sau đó rã ra những chất sơn thép. Rốt cuộc, chúng hiện nguyên hình là những nhà tù có những song sắt rất lớn. Cả hai đều kẹt cứng, không thể nào thoát ra được. Đám cưới có thể là một tờ giao kèo ở tù chung thân, mà dù có dùng dãy cách mấy, ta cũng không thoát ra được. Cạc đã không ra, mà nuốt cũng không vào. Nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Ly dị không được, mà không ly dị cũng không xong. Điều này không những đúng trong trường hợp người tình với người tình, nó cũng đúng trong trường hợp cha và con, mẹ và con, bạn và bạn, thầy và trò. Vì vậy cho nên ta hãy thương làm sao để cho người kia còn có tự do, để cho người kia còn là người kia, và để cho ta còn được là ta. Thương mà còn có tự do thì tình thương ấy mới được gọi là tình thương chân chính của Bụt dạy. Đối với một người đã lỡ thương và trong tình thương đã có sự chiếm hữu, độc tài, dướng mắt thì phải làm thế nào? Phương pháp là quán chiếu để nhận diện là mình đang bị dướng mắt tới mức độ nào, mình đang độc tài tới mức độ nào. Đã từng dùng cái máy cắt cỏ thì quý vị biết rằng thỉnh thoảng đụng nhầm những sợi dây kẽm, cái máy quấn hết cả sợi dây kẽm vào trong. Ít nhất ta cũng tốn nửa giờ đồng hồ để tháo máy và gỡ hết những sợi dây kẽm ra. Sự dướng mắt làm nghẽn sự sống. Tình thương của ta là một thực tại. Tình thương đó đang làm cho ta hạnh phúc hay đang làm cho ta đau khổ? Ta phải nhìn sâu vào bản chất của tình thương đó để khám phá, để thấy rõ bản tính nó. Khi nhận thức được độ dướng mắt, độ độc tài, độ chiếm hữu và những khổ đau do tình thương ấy gây ra thì ta mới bắt đầu thực tập để tháo gỡ từ từ. Ít độc tài lại một chút, ít chiếm hữu lại một chút và ít dướng mắt lại một chút thì tự nhiên khổ đau giảm bớt một chút. Khổ đau giảm bớt, ta chưa có hạnh phúc, nhưng khổ đau giảm bớt là đã đỡ lắm rồi. Trước đây ta khổ đau đến 99%, bây giờ ta khổ có 80% thì đó đã là dễ thở hơn nhiều rồi. Dửng dưng không có tình thương, ta đã khổ mà dướng mắt ta lại càng có thể khổ hơn. Ghét bỏ. Nếu không thực tập, chắc chắn là từ cực dướng mắt ta sẽ đi sang cực ghét bỏ. Trước kia khi mới thương, ta có cảm nghĩ rằng không có người ấy thì cuộc sống sẽ không có ý nghĩa, ta không thể nào sống được. Bây giờ đã đi tới ghét bỏ, ta lại nghĩ rằng Có người ấy trong cuộc đời, ta không thể nào sống được. Ta phải ly dị, ta phải từ con. Cả hai cực vướng mắc và ghét bỏ đều gây khổ đau. Dù ta có ly dị hay có từ con đi nữa, thì những nỗi khổ trong lòng ta vẫn còn nguyên vẹn. Nếu ta bước đi bước nữa, hoặc có thêm một đứa con, thì ta cũng sẽ đem cái thứ tình thương vướng mắc và độc tài của ta để tiếp xử với họ, và cũng sẽ tạo ra những tình trạng giống hệt những tình trạng trước kia. Vì vậy, vấn đề không phải là ly dị hay không ly dị, từ con hay là không từ con. Vấn đề là quán chiếu bản chất tình thương trong ta để nhận diện những tính cách tiêu cực như vướng mắc và độc tài trong ấy, để thấy rằng ta phải thay đổi cách nhìn, cách thương, cách nói năng, cách đối xử, để từ bi, hỷ và xả có thể bắt đầu có mặt. Tập thương như thế trong vài tháng, thì những yếu tố từ bi, hỷ và xả trong tình thương ta sẽ lớn dần, và hạnh phúc cũng sẽ lớn dần. Ta hãy vẽ một vòng tròn để tượng trưng cho tình thương, và tạm chia vòng tròn ra 4 phần. Mỗi phần tượng trưng cho một trong 4 tâm vô lượng. Nếu là tình thương chân thật, thì đây là từ, đây là bi, đây là hỷ và đây là xả. Từ đối trị khổ, bi đối trị đau, hỷ đối trị sầu và xả đối trị vướng. Thực tập để nâng chất lượng từ, bi, hỷ và xả lên. Ngày nào ta cũng đem thêm lại hạnh phúc cho ta và cho người kia. Ngày nào ta cũng chuyển hóa được những khổ đau của ta và của người kia. Ngày nào ta và người kia cũng mỉm cười một cách rất ý thức, rất hạnh phúc. Ngày nào ta và người kia cũng được hưởng sự thảnh thơi và tự do. Nhưng mấy ai đã có được thứ tình thương này? Thay vì xả, ta có vướng mắc; thay vì từ, ta có khổ; thay vì bi, ta có đau; thay vì hỷ, ta có sầu. Khổ, đau, sầu, vướng là bản chất của tình thương bi lụy. Tiếp xúc được với giáo lý của Bụt, tiếp xúc được với tăng thân, chúng ta học được thế nào là từ, thế nào là bi, thế nào là hỷ và thế nào là xả. Nhưng dưới chiều sâu tâm thức của chúng ta, những hạt giống của từ, bi, hỷ và xả đã có sẵn đó. Những gì chúng ta học đánh động được những hạt giống sẵn có bên trong của chúng ta. Trong quá trình quán chiếu và tu tập, những khổ, đau, sầu và vướng này càng ngày càng nhường chỗ cho từ, bi, hỷ và xả. Chúng ta không thể nói: anh đừng thương nữa, chị đừng thương nữa. Nói như vậy không thực tế. Chúng ta nên nói: anh hay chị nên nhìn lại tình thương của anh và của chị đi, rồi anh và chị sẽ thấy ở trong ấy có quá nhiều chất liệu của khổ, đau, sầu, vướng, chiếm hữu và độc tài. Để rồi chúng ta quyết định tu tập cho thân, khẩu, ý của chúng ta từ từ được giải phóng. Thân, khẩu và ý nhờ sự tu học mà càng ngày càng được giải phóng ra khỏi những chất liệu độc hại. Mỗi ngày ta thực tập bằng hành động của ta, bằng thái độ của ta, bằng suy nghĩ của ta, bằng lời nói của ta. Ta có thể cho ta và cho người kia thêm một ít không gian. Xả là không gian, là tự do, là sự không kỳ thị. Cho người kia thêm hạnh phúc, cho người kia bớt khổ đau, cho người kia thêm niềm vui. Đó là sự thực tập từ quán và bi quán của tứ vô lượng tâm, cũng như trường hợp của một người bị bệnh nặng. Thuốc quán chiếu của tứ vô lượng tâm bắt đầu được uống vào. Những cơn đau do các chất độc, chiếm hữu, độc tài và vướng mắc sẽ dịu đi. Từ từ người ấy có thêm không gian, có thêm nụ cười, có thêm niềm vui. Chúng ta đừng nói từ, bi, hỷ, xả là tình thương của các bậc thánh, và vì chúng ta chưa phải là thánh thì chúng ta không thể thương bằng tình thương tứ vô lượng tâm. Bụt và các vị Bồ Tát cũng thực tập như chúng ta vậy thôi. Ban đầu trong tình thương của họ cũng có những vướng mắc, những độc tài, những sầu khổ. Nhưng chính nhờ thực tập cho nên các vị đã chuyển hóa được những chất liệu đó và đã đi tới một tình thương rất rộng lớn, rất bao la và rất kỳ diệu.